Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp, thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm canh tí. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Kỵ Sửu năm canh tí. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Cao Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày đinh mão, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi tân dậu kỵ dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất dậu quý dậu quý tỵ, quý hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương giao dịch sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày cũng có gồm sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào hoa đào giếng tế tự sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát kỵ về giá thú nhập trạch sao quả tú xấu đối với cưới hổi. vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu. Cho nên, với bạn tuổi Tý, cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được xun xịa cho lắm. Bạn mệnh dễ cảm thấy tổn thương bởi lời nói của người ngoài chẳng thể trách được việc bị người khác bàn ra tán vào chuyện riêng tư của mình. Đó là điều mà với bà tuổi tí luôn phải biết rõ, nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với những lời nói ác ý thì bạn lại không thể chịu đựng nổi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày cô tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi tí cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình cảm của mình. Nếu như bạn cứ thả trôi mình theo cảm xúc mà dần dần cảm thấy mình sai lầm, thất vọng với đối phương thì chẳng sớm thì muộn cái mối quan hệ của bạn sẽ bị giãn nứt vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm dễ chịu tác động của người ngoài tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cần phải tỉnh táo để không mắc bẫy tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nên tìm cách để bảo vệ tình cảm của mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đã yêu thì nên kiên trì dự vững lập trường tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng dễ dàng lung lay ý chí khi bị đả kích và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo, tiền kiếm được chưa thấy đâu nhưng đã thấy báo lọ về cho mình. Các khoản đầu tư mà bạn tuổi Sửu đã dồn tiền vào chẳng hề có chút hy vọng gì cả. Ngày này với bà tuổi Sửu, tiểu nhân có thể đã dùng chiêu trò mưu mẹo và lừa gạt về tiền bạc của bạn một cách nhanh chóng. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo, bị lòng tham chia mắt thôi là đối với bà tuổi Sửu đã đánh mất công sức của mình, đã cố gắng bấy lâu nay. Với bà tuổi Sửu trong ngày này cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cho thấy về tình cảm vợ chồng cũng có thể vì tiền bạc mà nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Bạn tuổi Sửu, bạn nên tìm cách để tâm sự, chia sẻ những khó khăn của mình càng sớm càng tốt với nửa kia vài từ vi tuổi ất sửu thuộc kim tiểu nhân ngán trở kiếm tiền khó khăn từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tình cảm không được như ý dễ bị tổn thương từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa mệt mỏi căng thẳng với sức ép không ngừng từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc tiền bạc không phải là thứ dễ dàng kiếm được Vậy đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ. Cho nên với bạn tuổi dần đang có những cuộc gặp gỡ với bạn bè trong ngày hôm nay sẽ mang tới cho bạn có được nhân duyên bất ngờ tìm thấy được người mình mong đợi đã lâu. Và với ba tuổi dần, bản mệnh đừng có bao giờ từ chối tình yêu, đã gọi cửa trái tim. Đâu phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu. Ngoài kia, bao nhiêu người mong muốn được trải qua cảm giác ngọt ngào mà bạn đang có ấy chứ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, bạn đang có cảnh báo cần phải đi từng bước một đừng quá vội vàng làm theo cảm tính của mình. Cái điều này khiến cho đối phương lại có cảm giác sợ hãi, tình yêu không thể nào đốt cháy giai đoạn được bạn tuổi dần nhé. Vài từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, nhân duyên tới, cần phải nắm bắt ngay. Từ vi tuổi bính dần, thuộc họ, đừng có lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Từ vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, nên biết điểm dừng, đừng đi quá xa. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, có những chuyện trở nên thẳng thắn quá mức, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, tình duyên được khởi sắc, có được hạnh phúc trong tay. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu vàng quý nhâm phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay đang có được cơ hội để hái ra tiền. Và với bạn tuổi mạo, đối với người khác thì có thể được thạnh thơi, nhưng với bạn thì cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán thì cực kỳ là hanh thông, thuận lợi. Ngày này với bạn tuổi mão, lợi nhuận thu về cho bạn làm cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và bạn tuổi mão không hề bộ lỡ bất cứ cơ hội nào đến với mình. Buôn bán phát tài là chuyện ai cũng mong muốn, bạn tuổi mão cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày cô thổ khí vượng cái điều này cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi mão cần phải lưu ý hạn chế uống rượu bia, hút thuốc lá. Những ngày như thế này không nên tụ tập bạn bè, rượu chè, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Vài từ vi tuổi ất mão, thuộc thủy, tiền bạc được dồi dào, kiếm tiền nhanh chóng. Từ vi tuổi đinh mão, thuộc họ, làm ăn tấn tới, phát tài, phát lộc. Từ vi tuổi kỵ mão, thuộc thổ, sức khỏe có vấn đề, dễ cảm thấy mệt mỏi. Từ vi tuổi tân mão, thuộc mộc, cần phải kiểm soát bản thân mình, thật tốt. Từ vi tuổi quý mão, thuộc kim, đừng để mình xa đà vào những trò chơi không đáng và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu điên, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành thìn mạo tương hại. Cho nên với bạn tuổi thìn, đang có những bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng đã liêu thang rõ rệt, có thể sẽ khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng vô cùng nữa. Người khác thì vui vẻ bên gia đình trong những ngày như thế này. Còn đối với bà tuổi thìn thì chỉ mong có việc gì để đi ra ngoài cho khuây khỏa. Bạn mệnh chưa tìm được cách để hóa giải những mâu thuẫn, tìm lại bình an cho gia đình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có chính quan nhập mệnh có thể việc tập trung cho công việc ngày hôm nay với bạn sẽ giúp cho bạn khuây khỏa được phần nào sau những sự căng thẳng vì chuyện tình cảm của mình. Biết đâu những cố gắng của bạn lại làm nên kỳ tích thì sao? Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ bất đồng liên minh, quan hệ, lạnh nhạt. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, mau thuận nảy sinh từ những chuyện nhỏ nhạt. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, nên tập trung thời gian cho công việc. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, đừng để mình căng thẳng quá mức. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, có thể đi đến một nơi để giải tỏa cho khuây khỏa và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài trợ mệnh. Cho nên, con đường tài lộc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu có sự tăng tín không ngừng. Thu nhập từ công việc chính giúp cho bạn mạnh thoải mái trong việc chi tiêu, không có nhiều chuyện cần phải lo lắng về tiền bạc nữa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng đây còn là dấu hiệu vui về mặt tình cảm của bạn ngày hôm nay và hôm nay quả là một ngày may mắn khi mà cả chuyện tiền bạc và tình cảm với bạn tuổi tỵ đều rất chi là vượng được như ý muốn của mình dù là còn độc thân hay là người đã có đôi có cặp thì đều có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu, bạn mệnh có thể sẽ tìm gặp được một nửa của mình sau những buổi tụ tập bạn bè nữa. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ tài lộc được tăng tiến, có thu nhập vững vàng, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc tiền bạc được dồi dào, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có thể sẽ cần đến nhiều thời gian cho người thân Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy thu nhập được ổn định, thoải mái trong việc chi tiêu. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi sửu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn Tử Ngọ trong ngày này đang có điểm báo, bạn trải qua một ngày dễ chịu tổn thương do chuyện tình cảm gây ra. Ngày này với bạn Tử Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn, đôi bên không thực sự hiểu được nhau nên có thể sẽ dẫn đến những hiểu lầm rất đáng tiếc. Với bà Tử Ngọ, tính tình thẳng thắn nhưng cũng có những lúc bạn thực sự không biết phải mở lời ra sao đối với đối phương để cho người ấy hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà mình đang gặp phải. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày của thiên tài giúp sức tạo ra điểm sáng cho bạn trong ngày hôm nay. Khi tài chính được bùng nổ, bạn mệnh có thể nhận được những cái khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống, có thể là trúng thưởng, trúng số do may mắn mà có được. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, mâu thuẫn sâu sắc do chuyện tình cảm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, mâu thuận tình cảm dẫn đến rạn nứt. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tiền bạc bất ngờ, thoải mái tiêu xài. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, cẩn thận trong cách thể hiện tình cảm của mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có nhiều cơ may phát tài trong tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang có báo hiệu hung cát đan xiên. Ngày này với bà tuổi mùi bạn đang gặp ngày mạo mùi bán hợp cho nên cái chuyện tình cảm lứa đôi không thể cưỡng ép được. Khi tình yêu tới thì là do duyên phận tới, đừng có cố gắng từ chối hạnh phúc của chính mình. Bạn mạnh tuổi mùi, hiểu được chính bản thân mình, biết được mình muốn gì, cần gì ở nửa kia của mình. Thật hiếm có được khi tìm được một nửa tâm đầu ý hợp đến như vậy và đừng vì bất kỳ lý do nào mà để cho hạnh phúc của mình vượt qua tầm tay. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh trong vận trình tài lộc của mình dẫn đến những suy nghĩ sai lầm mù quáng khiến cho bản mệnh tuổi mùi đứng trước những nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người giao trứng cho ác vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình yêu tới họa cửa trái tim tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa cần phải nắm giữ hạnh phúc trong tay tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ đừng để mình phải hối hận về sau này tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có nhiều nguy cơ hao tiền tốn của và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp bốn sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang có điểm báo gặp nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm. Ngày này với bạn tuổi thân, có nhiều người được vui vẻ bên gia đình, nhưng bạn lại bị mọi người nhắc nhở quá nhiều về chuyện yêu đương. Duyên phận chưa tới thì bạn mạnh tuổi thân cũng chẳng biết phải làm như thế nào để có được tình yêu như mong ước bạn không dám liều mình bước chân khi chưa tìm rõ tương lai vì sợ lầm đường lạc bước. Ngày này với bạn tuổi thân, không khí gia đình trở nên căng thẳng và ngọt ngạt có thể khiến cho bạn muốn tìm kiếm niềm vui ở những nơi khác thay vì ở bên gia đình, người thân của mình mà chịu những tiếng thở dài như vậy về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy không khí gia đình căng thẳng và áp lực tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có nhiều chuyện khúc mắc trong tình cảm tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cô độc trong chính căn nhà của mình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc mệt mỏi với những lời quan tâm thô lỗ tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình về đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này bạn đang có điểm báo trải qua một ngày mệt mỏi khi cứ phải làm người đứng ra để hòa giải cho những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình. bạn tuổi Dậu bạn cứ nghĩ sẽ có được một ngày đúng nghĩa vui vẻ bên gia đình nhưng lại phải chịu thất vọng Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu. Cho nên với bà tuổi Dậu đang có điểm báo mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm và không thể không đối mặt. Trốn tránh chỉ làm cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng hơn mà thôi và cuối cùng thì với bà tuổi Dậu cũng đã hiểu được điều này và không làm những chuyện tốn công vô ích nữa với bà tuổi dậu trong ngày này cũng có thể sẽ cảm thấy bất mãn với chính nửa kia của mình do đôi bên không thực sự hiểu cho nhau ai cũng có lý lẽ riêng của mình nhưng lại chẳng muốn đối phương được như ý vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy đừng chỉ nghĩ cho mình là người đúng tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mâu thuận bất đồng liên minh tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ bị chặn lại giữa hai dòng nước tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chán nản khi không ai hiểu ý mình tử vi tuổi quý dậu thuộc kim có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tuất á chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tuất mạo nhị hợp cho nên với bà tuổi tuất sẽ có được những cơ hội tốt để khẳng định tình cảm của mình đối với người ấy bạn mệnh sẽ cần phải chớp lấy thời cơ nắm giữ hạnh phúc lại cho mình ngày này á, đối với các cặp đôi thì đây là dịp để tăng nhiệt cho mối quan hệ giữa hai người. Đôi bên có thể cùng nhau đi du lịch hoặc là về ra mắt hai bên gia đình. Ngày chung vui có thể sẽ không còn xa với bạn nữa. Các cặp vợ chồng cũng hãy nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm giữa hai người và cuối năm ai cũng bận rộn với công việc sẽ cần phải dành thêm thời gian cho nhau để không xuất hiện khoảng cách giữa hai người nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa tình duyên hài hòa có được nhiều cơ hội tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ nên mở rộng lòng mình đón tình yêu tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc cần tìm cách hâm nóng tình cảm tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim nhớ đừng để cho bản thân chịu ấm ức tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy có thể sẽ thấy hạnh phúc trong chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi Hợi thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 Xem từ vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mạo Mùi phù trợ cho nên với bà tuổi Hợi đang có được báo hiệu bạn có được nhiều cơ hội để hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của hai người bạn mạnh tuổi hợi không cần phải dùng chiêu trò gì, bạn hãy dùng chính tình cảm chân thành của mình là đủ. Sự chân thành có thể rung động con tim, có thể giúp cho những trái tim đang ở xa xích lại gần nhau được. Đối với những bạn đang quản độc thân thì muốn bày tỏ tình cảm với đối phương cũng hãy dùng sự chân thành này để chinh phục người ấy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Mặc dù cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp, nhưng bạn lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tiền bạc. Với bà tuổi hợi, bạn dễ đánh mất một khoản tiền lớn do tin lời dụ dỗ của những kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiền bạc tổn hao rất dễ mất lòng tin từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm được thăng hoa có nhiều thời gian bên nhau từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nên hiểu rõ thời cơ để không bị bỏ lỡ từ vi tuổi tân hợi thuộc kim cần phải tìm hiểu thông tin trước khi làm bất cứ cứ việc gì từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy đôi khi cần phải biết mình đang đứng ở đâu và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại